này. Rồi, chương trình 4 này còn đây, trên đây chắc là đang mi rồi. Thì bây giờ thì mua rồi, còn thời điểm báo cáo này là chắc là chưa mua. Quá trình tăng vốn điều lệ của công ty từ thời xưa đến giờ đúng không? Ngày đầu 2 năm cổ phần hóa lúc ấy chỉ có 16 tỷ thôi, 16 tỷ 8 thôi, sau đó lên tăng năm 2006 lần 1 là tăng lên thành 37 tỷ, như vậy khá nhanh. Đúng không? Lần 2 đây là đến tháng 5 2008 lên 85 tỷ. Đến tháng 12 là lên 128 tỷ. Tháng 10 hay là 9 là 130, công ty lên sàn rồi. Tháng 2 2 10 hay là 10. Như vậy công ty lên sàn là ngày xưa là lúc 135 tỷ, như vậy là khá bé. Bây giờ đã là như này rồi, như vậy tăng được 9 lần rồi. Các năm sau này là do lên sàn mà nhìn ra thôi. Đúng không? Cổ tức cổ phiếu phát hành thường đúng không? Rồi. Bất động sản đúng không? Chúng ta sẽ có những cái dự án như này. Dự án khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy. Đúng không? Chung cư Hà Đô. Rồi, quá nhiều luôn. Đúng không? Nhưng mà là những dự án này nếu ai đã từng mua chung cư hoặc là đã sử dụng dịch vụ của Hà Đô thì cho ý kiến nhé. Nhưng mà họ cũng đi qua khá nhiều. Đúng không? Nó đủ đỉnh các dự án đang thực hiện này đúng không, cái này bên kia có rồi đúng không, mình sẽ lướt lướt qua chút xem như nào. Rồi như vậy họ thuê một đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan gì đấy đúng không, kiến trúc cảnh quan gì đấy là bởi một đơn vị của Singapore đúng không, Subana. Rồi như vậy là họ muốn làm lớn cái này đấy, Hà Đô Sentosa quy mô đây, mật độ xây dựng đây đúng không? Nhưng mà mật độ xây dựng này cũng là thấp đấy đúng không? Khởi công tháng 5 2016 và đến hết 2020 thì sao, và nhưng mà từ lúc bắt đầu ấy cho đến lúc kia tiến độ bán hàng trăm trăm đây 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 này, tiến độ bán hàng đây là thời điểm là năm ngoái nhé, đó gần đây đúng không, cũng là một thứ đã được nhắc đến đúng không. Rồi Nông Tha lên bên Lào vốn này rất thấp nhưng mà triển khai cái dự án thì siêu to đúng không, Vin lên đây. Rồi 27 thôi. Dịch vọng cái này rất 2023 cơ đúng không, vẫn là những thằng mấy thằng đấy thôi, mấy cái tên đấy thôi, Thới An quận 12. Rồi diện tích cái này bé đúng không? Khách sạn Ibis là Ibis đây là 4 sao, đây là có nhà 4 sao quản lý 217 phòng, như vậy là chúng ta có thêm một chút thông tin đúng không? Bên đây 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 là cái 4 sao đúng không? Rồi mà có 217 phòng rồi, rồi được Accor quản lý. Rồi, công ty thì xây đâu. Hôm nay là khởi công tháng 6 2014 và tổng đầu tư 550 tỷ rồi, và vận hành đúng không, 12 2016, như vậy là đến giờ này cũng được 3 năm rồi, như vậy là hơn 2 năm xây mới xong đúng không? Một khách sạn 4 sao quy mô dự án đây đúng không, 3.496 mét vuông cùng hai tòa đúng không, hai tòa 5 tầng, hai tầng hầm. Rồi đây là một số thông tin à, có một 65 căn hộ dịch vụ đó ghép à, các bạn quay bây giờ có khi bán lâu rồi. À, có cả sàn cho thuê đúng không? 10.000 mét vuông. Thì lớp đây là 70% cho khách sạn và 100% cho văn phòng. Rồi đến giờ phút này năm ngoái theo báo cáo là 80%. Đúng không? Rồi, tạm thế đã. Bảo đại nhé.
lại đây đúng không, cũng chắc như phải lâu nữa. Đúng rồi, chuẩn bị đầu tư thôi. Các mảng của công ty đúng không? Cái này thì nhắc lại thôi. Ở đây cái này cũng quay lại. Không biết hôm trước có nói về tổng đầu tư không? À không có, không có. Như vậy là chúng ta lại thêm được một thông tin nữa đúng không? Công ty Hưng, Đông Giang của tỉnh Quảng Nam, tổng đầu tư đây là 650 tỷ. Đúng không? Rồi là mình sẽ ghi tiếp đây nhá. Gia Hưng 30 MW, đây là thủy điện nhá. Và tổng đầu tư đây là 30 triệu hay 650 tỷ. Rồi. Đúng không? Gia Hưng này đúng không? Là như thế này. Hoàn thành phát điện năm 2009 100 bao nhiêu đây, đúng không? Công suất có thể thời đấy nó sẽ rẻ. Nậm Pông, Nậm Pông đây cũng ba, đây là ghi là 32 đúng không, nhưng mà về sau thì bên kia ghi 30, chả biết tin như nào đúng không, nhưng mà thôi kệ, đây là vào năm 2009 đúng không. Thế còn ở đây là 35 triệu USD đúng không, chuyện này cũng phải ghi ở USD. Hay là 796 tỷ đồng, cái này là hoàn thành vào 23. Rồi. Nhận hàng đúng không? Cái này 59 như vậy đúng không? Cũng chủ đầu tư là Gia Hưng đúng không? Lấy đồ chí kia xuống. Ba ngoài đời là Gia Hưng. Quý Phong với A. Ở đây là 95 triệu USD đúng không? Cái này là quý vợ tháng 10 năm ngoái đây. Rồi công suất thì gần gấp đôi nhưng mà giá trị, giá đầu tư như vậy là theo thời gian thì giá trị đầu tư có vẻ như là càng 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 nhiều lên đấy đúng không. Rồi ok, Đắc Mi 2 đúng không, đây là 98 và theo như dự kiến đúng không. Rồi nhưng mà thấy cái giá trị đầu tư đấy chỉ gấp rưỡi thôi đúng không, cũng là nà như vậy là quý 3 10 cũng có gì nói, bên kia thì nói xong thêm bù của năm ngoái, nhưng mà là cái này dự kiến thôi, nhưng mà cuối cùng thì hình như là theo như cái báo cáo thường niên mới làm đây thì hình như là 2021 cơ đúng không, như vậy là xong tranh 4 đây đúng không. Rồi vậy là 48 MW nhỏ thôi, tổng đầu tư là 76 triệu USD. Rồi càng về sau càng có vẻ thấy đắt lên đúng không? Đây là quý 3 nhá, cái này thì vẫn khoe là cuối năm ngoái, cuối 2020 đúng không? Thôi tạm thế đâu. Rồi vậy là chúng ta có một lượt Hồng Phong 4 này. Rồi đây là giá trị của Hồng Phong 4 nha. Quên xuống cảnh chúng ta. Rồi. Chủ tư đây là Hà Đô Bình đúng không? 48. Tất nhiên là đầu tư sẽ lớn hơn nhiều đúng không? 60 triệu. À nhưng mà không lớn đúng không? Nhưng sản lượng điện chắc là ít hơn rồi, thằng này tận 179 cùng công suất. Và ông này chỉ được có 76 thôi. Như vậy là cái thời gian
vì cái thời gian mặt trời trong ngày nó đâu có ngày cả ngày đúng không, nên nó chỉ được từng đấy thôi, nên là tự nhiên giá bán điện của điện mặt trời nó phải cao lên. À, có thêm thông tin là số tấm pin đúng không, vào năm ngoái thì ok rồi đúng không, cái này thì tháng 5 2019 là chạy rồi, không có gì. Rồi như vậy là chúng ta biết được là tổng đầu tư đúng không, cái này là 1.300 tỷ, cái đắp 12 kia mà xong thì trong tranh 4 là 76 triệu và đắp 12 là hai thứ chưa xong đúng không? Rất lớn đấy đúng không, 76 triệu mà nhân với 23, mình thử tự nhân lên xem như nào. Ui như vậy là 1.700 tạm thế nhá, 748 đi. Rồi thế còn cái ông siêu to kia thì là 136, mình nhân với tỷ giá 23 nhá, ui 3.000 tỷ. Như vậy là tách việc đấy đúng không, khả năng mà hai cái dự án siêu lớn này mà đò, mà ông kia đòi đòi xong, nếu mà đô xong thì chắc là ngập trên đống nợ đúng không? À, không biết là người ta xử lý như nào thôi, thì mình sẽ phân tích của báo chính sau, nhưng mà khoai đấy đúng không? Dự án điện mặt trời ni sim cái này thì chả thấy xuất hiện đâu cả đúng không? Hay là bỏ rồi đúng không? Ta mặc đúng không? Có một cái ni sim đô 45, không biết là có bỏ không đúng không? Hay là bán ngang, không thấy nhá. Ừ. Cho dần. Rồi. Ồ. Đây 31 tháng 5 đây, đúng không? Rồi, như vậy là khá nhiều đúng không? Bitico ra vào đây. Chỉ thấy nói thôi chứ còn không biết là như là thôi. Điện mặt trời. Đi xin. Không thấy nhắc đúng không? Mình nghĩ tạm đây. Với tại sao đúng không? Bên mà có thể không nhắc nhưng bên bản có bạch cũ của năm ngoái thì lại thấy có nhắc đúng không? Hay là bán ngang đúng không? Hay là cái gì đấy? Rồi. Đúng không? Cũng dự kiến là tháng 6 hay 19 nhưng đến giờ thì chẳng nhắc gì, hay là lờ đi. Số tấm pin 138 ngàn đây cũng gần ngang là kia đúng không? Như vậy là mấy đấy đúng không? Rồi ở đây mình xem là còn cái gì được không? Các cái này thì mình sẽ cập nhật sau nhá. Cập nhật cho bên báo cáo chính vì thông tin này cũ quá rồi. À, họ có cả cơ cấu lợi nhuận gộp, bất động sản đây, thủy trọng chiếc đây, thủy điện đúng không, thủy điện là lãi gộp thì thường là cao rồi đúng không? Mình sẽ đi qua xem nó chi phí sản xuất công ty mẹ hợp nhất tỷ trọng 26 27 28 bất động sản đây 69 49 đến đây là chỉ còn có hai hai đây quý một không 9 thủy điện 30. Đúng rồi, hôm nay vẫn đang tập trung vào điện với bất động sản thôi, không có cái gì ngoài nữa. Nguyên vật liệu. Đây tư thuần lợi nhuận gộp. Rồi, tỷ suất đương nhiên là cao rồi. Có cái là ông chết chi phí tài chính thôi. Giá vốn đây, đúng không? 466%. Nhưng mà trước đây 71 vậy là cũng tốt hơn. Còn mình xem là như nào nhỉ. Rồi chắc là khả năng hôm nay mình sẽ dừng ở đây đi đúng không? Cũng hôm nay đánh giá được khá nhiều thông tin rồi. Hôm tới chắc là sẽ đi nhanh cái này thôi. Hôm nay dừng đây nhá.